mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm, những video thật là đẹp và tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ, mình mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình làm ra video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô nhân viên phục vụ nha.
Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm, những video thật là đẹp và tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình làm ra video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là sản phẩm con dê con đây các bạn ơi, mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm bọ cánh cam các bạn ơi. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm đốm sắc màu nha các bạn ơi. Còn đây là sản phẩm ở video này của mình, bọ cánh cứng các bạn ơi. Xin chào các bạn, mình sẽ mở con sợi